Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải thực hiện các quy định sau đây. Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra vào vị trí dừng xe, đỗ xe. Không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng mở cửa xe, xếp giữ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.